Thưa quý vị, sự phát triển mạnh mẽ hạ tầng của khu vực phía Tây Hà Nội với hàng loạt dự án giao thông nghìn tỷ đã khiến nơi đây luôn là tâm điểm của các cơn sốt đất trong vòng 10 năm trở lại đây. Hiện nay, bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội cũng đang là khu vực được nhà đầu tư săn lùng nhiều nhất Hà Nội. Nếu xét về tốc độ phát triển, khu vực phía Tây hiện đang đứng bậc nhất Hà Nội. Trong vòng 10 năm trở lại đây, khu vực này được chú trọng đầu tư mạnh về hạ tầng, từng bước thay đổi và khẳng định vị thế trung tâm mới của thủ đô. Đây cũng là khu vực có nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn đang dần được hình thành, góp phần nâng tầm và kết nối khu vực Tây Hà Nội với trung tâm thành phố như đại lộ Thăng Long, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, trục đường Hướng Tâm, Tố Hữu Lê Văn Lương cùng xe buýt nhanh BRT. Song song với sự hình thành các trục giao thông quan trọng, thời gian gần đây, khu vực Tây Hà Nội còn chứng kiến nhiều tuyến đường chính được mở rộng, cải tạo như tuyến đường nối Nguyễn Xiển, đại lộ Chu Văn An, Sa La. Tuyến đường vành đai 2.5 với tổng chiều dài 21,2 km nằm giữa đường vành đai 2 và vành đai 3, chạy qua các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ. Hai tuyến đường này sẽ góp phần quan trọng vào việc rút ngắn quãng đường di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như các quận lân cận cho người dân. Cùng với đó, vào tháng 2 năm 2020, sau hơn một năm thi công, đường đua F1 và hàng loạt các công trình chức năng khác được hình thành trên tổng diện tích 88 hectare nằm trong khuôn viên của khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng chạy qua các tuyến phố Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ thuộc địa bàn 4 quận Nam Từ Liêm là Phú Đô, Mỹ Trì, Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2 hoàn thiện tạo động lực tăng trưởng cho bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội. Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư các căn hộ có tầm nhìn cao để theo dõi đường đua F1 ở Mỹ Đình, bất động sản thiết lập một mặt bằng giá mới. Mới đây nhất, một trong những thông tin hạ tầng quan trọng khiến thị trường bất động sản phía Tây thời gian gần đây tiếp tục sôi động là việc Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương triển khai tuyến đường sắt số 5 Văn Cao Ngọc Khánh Láng Hòa Lạc vào sáng ngày 22 tháng 4. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 65.404 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, chiều dài toàn tuyến là 38,43 km. Bao gồm 6,5 km đi ngầm, 2 km đi trên cao và 29,93 km đi trên mặt đất, bao gồm 21 ga, trong đó có 6 ga ngầm. Dự án phấn đấu được hoàn thành vào năm 2025. Theo đánh giá của giới chuyên gia, khi tuyến đường sắt này chính thức đi vào hoạt động, sẽ tạo diện mạo hoàn toàn mới, kết nối khu công nghệ cao Hòa Lạc, toàn bộ trục phía Tây với khu vực trung tâm Hà Nội, tạo động lực phát triển toàn bộ thị trường bất động sản khu vực phía Tây, trải dài trên các quận Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Thạch Thất hay Quốc Oai. Chính những cú hích về hạ tầng đã thu hút các nhà đầu tư đón sóng đầu tư tại đây. Quan sát thực tế cho thấy, với sự phát triển vượt bậc của hạ tầng khu vực phía Tây đã tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường bất động sản nơi đây so với ba cực Nam, Đông và Bắc còn lại. Những dự án có quy mô lớn đang dần được hình thành dọc trục trung tâm đường Láng Hòa Lạc, có thể kể đến như những đại dự án Vinhome Smart City, khu đô thị Nam An Khánh, khu đô thị Bắc An Khánh và đặc biệt, mới đây một ông lớn trong ngành bất động sản cũng đã vừa đề xuất xây dựng hai siêu đô thị quy mô gần 500 hectare tại khu vực Thạch Thất và hàng loạt các dự án khu đô thị chuẩn bị mọc lên khu vực Hoài Đức, Quốc Oai, Hòa Lạc. Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng cùng các khu đô thị lớn thời gian gần đây đã khiến cho khu vực phía Tây liên tục có những điểm sốt nóng bất động sản cục bộ. Nếu như thời điểm 2016-2017, bất động sản tại Hoài Đức bỗng lên cơn sốt khi huyện này có thông tin được quy hoạch lên quận vào năm 2020, thì cuối năm 2018, việc khánh thành nhà máy Vinmart đã khiến bất động sản Hòa Lạc tiếp tục sôi động. Mới đây nhất, tháng 3 năm 2020, thông tin ông lớn bất động sản sắp xây hai siêu đô thị gần 500 hectare tại Thạch Thất tiếp tục khiến giá nhà đất nhiều khu vực tại Đồng Trúc, Tây Phương, Thạch Thất lên cơn sốt.